Xin chào toàn thể các anh chị em có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Thật sự là nói về cái sự chuyển hóa này thì Trần Anh cảm nhận và ngộ nó sâu sắc đến từng cái hơi thở của mình một. Vào S69 Trần Anh mới biết rằng giàu một mình nó cô đơn lắm. Đến lúc này mới cảm nhận trọn vẹn cái điều đấy và từng hành động, từng việc làm, từng 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 mỗi một giây một phút hàng ngày mình làm cái việc gì đó không phải vì mình nữa mà gấp rút làm vì anh em, làm vì anh em. Đúng, thấy giàu một mình là cô đơn. Cái thứ hai nữa, vào S69 mới hiểu rằng học nhiều, tiền nhiều mà đến cái sinh mệnh của mình không bảo vệ được, không hiểu gì về cái sinh mệnh của mình mà không bảo vệ được cái tấm thân này của mình thì không biết để làm cái gì nữa. Em mình mới ngộ ra là may quá đi vào series, mình biết rằng mình không còn sợ, lúc nào cũng lo cái ám ảnh là không biết là khi nào mình vào viện, mặc dù làm dược đấy ạ, mặc dù kinh doanh dược nhưng cái thân thể mình yếu á, thì vào đây mình biết rằng chắc là khỏe. Tất cả các ông bà già khi mà gặp Trần Anh thì Trần Anh đều bảo rằng là đến 100 tuổi khi nào các cụ gọi đi là đi thôi, còn từ nay là phải nhảy chân sáo, đến lúc đấy mọi người đều rất là vui vẻ, thích cái điều đó. Và cái tiếp theo nữa, học nhiều mà không kiếm được tiền. Ôi, học tiếng là học đến tiến sĩ, thế nhưng về vẫn 8 triệu 3 tiền lương. Thế mình mới hiểu rằng không biết mình học nhiều để làm cái gì đây mà trong khi tiền không kiếm được. Thế Trần Anh mới nghĩ rằng nếu học tiến sĩ mà không kiếm tiền được bằng cái ông học đại học thì cất cái tấm bằng này đi và không được nói câu gì nữa. Thế mình đã thấy rằng là cái nỗi nhục của bằng cấp nó đã dạy mình trưởng thành hơn ở trong series. Bởi vì vào series thấy lớp 3 làm được, lớp 8 làm được, và những ông bà già làm được. Vậy mình học nhiều thế, mình có sức mạnh như này mà mình không làm được thì thật sự là xấu hổ. Và đặc biệt nữa, vào Siberia thì mới biết rằng cái năng lực của mình, nếu ai khẳng định rằng tôi có năng lực thật sự thì hãy vào Siberia để khẳng định đi. Bởi vì cái nơi này nó không phải rằng là bạn có bằng cấp cao hay thấp, nó không dành cho cái bằng cấp đâu. Nếu có bằng cấp thật sự thì khẳng định cho rực rỡ lên. Cái vấn đề thứ hai, vào Siberia mình thấy một cái điều là không phụ thuộc bố bạn là ai hay chú bạn là cái ông nào cả, không có được dựa hơi ai đâu mà tự bạn trưởng thành. Vào Siberia mỗi một cái bước đường tăng trưởng của mình không do ai cất nhắc hay yêu mến của mình hay là nâng mình lên cả, mà cái đấy nó phụ thuộc vào năng lực của mình. Vào Siberia Trần Anh mới phát hiện ra rằng quá khứ của bạn là ai, bạn con nhà nghèo cỡ nào, khố rách ao ôm cỡ nào, người ta đều không quan tâm đến điều đó mà người ta quan tâm đến năng lực thật sự của bạn khẳng định trong đây là gì. Và vào series thì Trần Anh thấy rằng đúng là một cái môi trường yêu thương nhưng nó công bằng đến tuyệt đối như thế ạ. Và đấy là tất cả những cái thứ mà Trần Anh thấy nó trọn vẹn đến từng hơi thở.